quả hôn độn một bầu không khí, còn mịt mù vô thì biết đâu. Phật mẫu ngự ở đó rồi, phân ra thiên địa quang cầu chuyển xoay. Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất, đạo hoàng cái lời thật quyền linh. Phổ thông truyền bá chân kinh, phán bài phóng tục nhân sinh sáng ngờ. Chốn phạm trần đến đời ngôn hạ, mẹ giáng cơ bút tả chân kinh. Ai truyền ân tống phổ in, mẫu hoàng báo hồ khương minh cửu trường. Người nào đầy lòng còn tiếp dẫn, giúp chúng tâm ngộ nhận đạo nhân. Dựng đời thành chỉ thuộc quân, hết lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường. Khắp thế giới thập phương tung mà tịnh, ráng niệm mà trì quyển nhân thịnh lời châu. Đắc thành sở quyển mong mà cầu, vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm. Hoặc giảng gia tháng năm ghi nhớ, lưu truyền kinh từ thuở ban hành. Kẻ nào tụng niệm chân thành, thánh tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi. Ai chẳng tin bất cầu ác cảm, chế bay rằm mờ ám không tùng. Khi đến nào lúc lâm mà chung, hồn linh kẻ ấy vô ngộ cùng khổ đau. Ngục A Tỳ Tỳ xa vào miếu diễn, đọa đài người lắm tiếng dễ khinh. Xanh lòng nhạo báng lý kinh, tội như biển cả mong minh hàm sầu. Gây nhiều loại thâm sâu đại hại, mẹ chẳng phiền phải trái chi đâu. Xét ra khắp cả hoàng cầu, đều do linh mẹ pháp màu chuyển ra. Mẹ thương con vì tha tất cả, nào thấy ai để già xót thương. Đắng cay khổ nhọc ai tường, rõ thông nỗi khổ đón trường biết bao. Trang đỡ kiệt anh hào chi hiểu, phố cáo cho người hiểu rõ ràng. Đứng ra dạy đáp lời vàng, cho người trần thế dương gian chi tường. Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh, nạn thiên tai phải hoành hiu sầu. Dập dồn nhiều cảnh khổ đau, quả tai trước mắt cảnh đau bây giờ. Mẹ thương con đề thơ phân rõ, mẹ chẳng ghi rõ lại lời châu. Cuộc đời thế sự bể dâu,
mẹ đã tường tận đón rồi tiên chi. Dù có khăn việc chi nguyện khốn, mẹ bệnh trì trình đốn khắp nơi, phán truyền bài tỏ bao ngôn lời, quá tâm hoàng đạo khai đời dưỡng sanh. Phật mẫu có phần ra tất cả, 72 vị đã lãnh phong, đường kim hành sự xa gần, vị nào cùng mừng có thánh thần hợp chung. Duy mình mẫu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ xứ nào, lập chùa tao miễu đền cao, phụng thờ thánh thần ra vào cung nghinh. Còn mẫu đây riêng mình ai nhớ, đền tấn danh cùng chớ tường chi. Cõi trần chẳng có chi chi, một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không, bởi chúng sanh lạc lòng chẳng nghĩ, nên cam mà đành khổ lụy sầu bi. Quanh năm bao cảnh loạn ly, trời mưa không thuận đức thì không sanh, mẹ thương con chẳng đành đoạn dứt. Tình thiên liên bút mực ghi rằng, các ngã con lớn nhỏ nghe chăng, thọ trì kính mẫu khó khăn cùng lành, khâm nhân xin đều lành tâm đào, giúp cho đời cái tạo ăn năn. Chẳng luận cao thấp ngang bằng, cho dù trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh, chính tôi biết cùng nghinh đọc tùng, điển quyền di hữu dụng mẹ ban. Cũng nhột xa cách lạc đàn, mẹ cho tái hợp bình an xâm mà dày. Vui trong cảnh bao ngày cách biệt, dù chia cũng hiệp cùng nhau, không phân hai bậc thấp cao, ai ai cũng được truyền trao kinh này. Khắp non nước Đông Tây Nam Bắc, phổ biến tin để nhắc nhở lòng, thập phương bà tính rõ thông, nếu chẳng cứ thọ chẳng không sanh tồn, bao nguy khổ dập dồn đau xiết, nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng, chúng sanh ngã gục nhào lăn, lâm vòng đại nạn có chẳng được nào. Hiện bây giờ ôm đau tật bệnh, sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê, khắp trong tất cả thành quê thấy đều thọ nạn ê chề khổ thân. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết, thổ sản này đã chết chẳng còn, đói lòng quằn quại các con
vậy khuyên rằng nhớ lời son của mẫu từ. Mẹ khuyên con tâm tư lời cuối, răng tâm tu thông suốt lý trình, truyền trao dạy nghĩa phổ in cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời, chúng con sẽ thấy đời hết khổ, nói trong năm phổ độ đầu tiên, mưa hòa gió thuận khắp miền, mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai. Còn như đáo lễ ngày kỷ màu, lập đàn tràng bái mẫu trì kinh, dựng đèn sát thiệt quang minh, từ tôn phủ điện nhân sinh phúc dày. Mỗi trăng có ba ngày mậu kỷ, hãy thành tâm bền chí cúng dường, kính đàn đăng thủy hoa hương. Ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo. Việc cung mà kiến phải cho tình khiết, răng tu tha thiết cần chuyên, lo tròn phần sự hằng niên, 36 nhật kiền thiền trì kinh, tâm lễ vật cung nghinh từ mau, trong các ngày kỷ mậu lập đàn, gồm mà có sáu ngọn đăng quang, quả quả tươi thắm hương phần năm cây, sáu chung mà nước lọc đầy đủ lễ, cùng chung nhau hợp để kính đàn, thuyết minh dài lý rõ ràng, mỗi người đều định tâm an thọ trì, ai xứ nào làm ý lời dài, định tính thần tụng mơ bài biến kinh, tiêu hao nghiệp chướng tội mình, hướng đời muôn quyền linh sanh tồn, ai cố gắng sớm hôm trì tùng, thêm hai thời chuyển dụng tâm thành, mẹ ban quyền diệu điển thanh, tự tài cứu chữa mạnh lành nội gia, các con còn truyền ra cho biết, các con cần tha thiết ghi lòng, lúa mạch gần chín đầy bông, hiện có mong bạch hư không rõ ràng, gió từ đâu thổi sang rất mạnh, trong niên này gặp cảnh phong ba, khẩu sầu từ trẻ tới già, chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàn. Nạn đói lạnh lầm tháng đau xiết, là đêm trời ứng thiệt rõ ràng, thiên nhân đình thâu hạt lúa vàng, thần linh ngủ cốc linh ban về trời, gieo quả cho cảnh đời khốn khổ, tuy vậy mà
có chỗ cũng mở trường. Nơi nào kính mẹ sớm mưa chưa thì đến điện mẫu phước thừa bình an. Mẹ bảo hộ dân vàng nơi đó, được trúng mùa mưa gió thuận hòa. Ai từng phổ biến gia gia, tuyên truyền kinh mẫu đứng ra dạy bài. Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý, mẫu sẽ sai các vị thiên thần giang thần ủng hộ ân cần, đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm. Được phúc lầm hàng năm non ấm, trên thiên ngà đình khi chăm mà phước ban. Nội gia kẻ đón thanh nhàn, được thành phát vinh quang muôn phần. Thanh long bạch hổ thần cùng giáng, bò tá người xứng đáng con lành. Từ tôn cho biết rõ ràng, chăng mười thập tâm bát giáng sanh trần miền. Đến giờ ngọ kiền thiền chính mẫu, chẳng có nên giờ đổi thời gian. Sủ mùi thình tuất không an, đúng giờ nhất định lập đàn trì tinh. Cầu linh mẹ thương tình cứu khổ, phụ điển linh phổ độ chúng sanh. Các con tổ hợp tâm mà thành, được ban màu nhiệm phúc lành khắp nơi. Mẹ hiện thân xuống đời chỉ chứng, phương hướng nào bền vững chí tâm. Thường hành kiếm mẫu diệu thâm, ngày đêm thành kinh tháng năm thanh nhàn. Còn lo chi mùa màng chẳng chung, gia nào hay chỉ tụng kinh này. Phước lành sẽ được hưởng ngay, thằng thiện đắc quả chẳng sai chẳng ngà lầm. Hưởng quy tế cao thâm lộc trà, thọ hương đăng trà quà dinh sang. Chân kinh của đức mẫu hoàng, bao gồm diệu lý lời vàng ngọc châu. Kinh địa mẫu đúng vào bậc nhất, chẳng tồn phân ý thức suy tầm. Người đời còn bởi mê tâm, chẳng nên khinh dễ lỗi lầm tội mang. Ai từng ngộ lập đàn cung kinh, thọ trì kinh nghiêm trình cúng dường. Nạn tai nghiệp tự chương lỡ dương, một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm mà đúng. Tinh địa màu thấm nhuần đạo lý, răng cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên. Hằng ngày rồng ra công quyền, được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Kinh mẫu hương
chí tâm hiện đạt phúc lành. Rõ thông tận chữ hiểu rành, người đó sẽ được mẹ dành hồng mà ân. Điện quyền linh sang gần chiếu tỏa, phóng hào quang khắp cả bầu trời. Thương người hiểu rõ từng lời, tâm tư kẻ đó sáng ngờ minh châu. Ai thông đạt từng câu nghiệm kỳ, đà chỉ ra tường nghe lý diệu kinh. Có thể gọi sạch tội mình, bao nhiêu nghiệp chướng quan tình tiêu tan. Những ai rõ từng hàng mẫu dài, quá nạn tai sắp xảy đến mình, lại còn hướng được phước vinh. Tam tài lộc thọ thương minh thanh nhàn. Nếu ai hiểu được toàn kinh quyển, thì đích danh mẫu chuyện điển quang, luôn được phước thọ bình an. Đời đời kiếp kiếp mẹ ban phúc dày. Nhưng nghe thuyết kinh này chẳng tưởng, lại bỏ quan không lượng tuần trí, mà lòng chẳng cứ thọ trì, bị khép vào tội khinh khi Phật trời. Tội phỉ bán bao lời xúc phạm, lâm vào cảnh khóc thảm sầu than. Ngày ai chẳng có kêu quan, phải đành dương tội gian nan ngục hình. Dân nước nào chẳng tin lời mẫu, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha. Đại kiếp thủy quả phong ba, hãy đều chết rủ đâu mà còn chi. Lòng mẫu tự nghĩ suy đau xiết, muốn hưu thủy đại kiếp phong ba. Nàng thủy hoa sắp xảy ra, thương cho sanh chúng phải xa cành sầu. Nhặt chúng chẳng quay đầu trở lại, tuân theo lời mẫu dạy trong kinh. Mẹ muốn bỏ sổ tử sinh, vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều. Mẹ tin mãi bao điều phương kế, chẳng đành lòng bỏ ghế lãng ngơ. Tình thương vô bến vô ngờ bờ, làm sao cứu được con thơ trở về. Mẹ dùng mà trước màu phê sắc lình, phán phân rằng chỉ bình thế này. Chuyện thần thiện ác đến đây, chia làm hai phái lướt mây xuống trần. Người hung dữ ác thần giận dắt, nhập cùng mà chúng kẻ bất lương tâm. Độc ác tàn nhân đã tâm, chia ra tất cả chẳng lầm tội chi. Bất hiền lương phương phi quân tử,
thiện thần gom lại giờ một nơi, đưa vào chánh giác kịp thời, ngày đêm tu niệm quên đời gian nan, chờ đến ngày há màn chung cuộc, mau sẽ dài ra một cái dài, dù cho thiện ác phân hai, tóm thâu tất cả một mưa chài dốt mưa chung, liên lụy kẻ tầng chúng hiếu thảo, người tu hành học đạo kinh tâm, chừng đó mới thấy là diệu thâm, máu từ xé chuyển về tâm trẻ lành, được sống sót nhà thánh đồ trí, biết tường phân chánh lý đường tà, thiên gần ác hại chánh xa, từ đó các đạo mở ra cái hoàng, đồng xuôi lòng ăn năn quy tù, chánh đạo màu hội đủ đem về, chẳng còn chia rẽ kén chê, phân xa nhiều mối khó bề tường phân, hình tướng chạy phép thần màu nhiệm, màu tả ra những điểm rất cần, nhị thập ban tú phân trần, phụ dây chánh bắc giáng gần chánh nam, còn phương hướng tây nam tây bắc, các vị thần giáp mặt bông mà bào, gồm mà sao mưa vị tài cao, mẫu từ phán linh truyền trao lời vàng, tuân lời dạy thiên can mười vị, thập nhị thần định trị địa chi, tất cả tinh tú các vị ủng hộ hoàng đế thái di hoàn toàn. Đức từ tôn mẫu hoàng điều khiển, thần lối công lối điện tám phương, phân thần chân thủ phi thường, 64 quẻ tỏ tường diệu thâm, hiện nguyên hình tay cầm binh khí, đứng đàn ra trực kỳ đó đây, khắp trong thiên hạ đủ đầy, trong đồ của màu lập xây cái hạ miền, cõi trời nam từ niên đinh hợi, đến niên thân giàu mới thiệt rồi, mới bao quyền bí nhiễm màu, tại nơi hạ giới thảm sầu thiết ta, mẫu từ bùa thiên la địa dòng, sắc đại hùng giang đồng kinh hồn, làm cho thiên ám địa hôn, thần sầu quỷ khóc giống mà tồn thám mà thương, còn tứ đại thiên dương tiếp lình, bốn cửa trần màu định chấn an, tám vị thần lực kim can, xông vào trận qua pháp đàn thần thông, làm trời đất hư không nghiêng ngả, nhật nguyệt tinh châu hòa đảo xây,
cũng như trong mà trong lăng à quay thế rồi lăng mất không mà ngày hiện ra mẫu thâu lại yêu tà lăng mì kẻ bất nga lương phải bị luật hình hô phong hoáng võ lôi đình làm cho sông mà nón nước mênh mông tràn lửa dậy khắp dương gian nguy khổ hoa chân cùng phong bão tô khắp vùng mẫu tần việc đứa bất chung xử người bất nghĩa chẳng dung ma tha nào đến chừng đó vàng thao mới rõ máu thâu sông ngày đó bình an nước rút sông lặng gió tan sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi màu chỉ còn người hiền lương sống sót kẻ thiện lương được thoát khỏi dòng thế là mẫu dụng quyền công diệu pháp qua biến thần thông lẻ làng kinh đô có sen vàng đua nở bốn phía dòng khắp ở thị thành các con hiếu thảo hiền lành đến chừng khi đó mẫu dành hồng ân được đôi sáng kiếm thân bất toàn chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên chứng đặng đại la tiên thiên bởi nhờ công cố gắng tu hiền hỏi bàn đào thương đồng tất cả các con nào đắc quả dữ dàng thế rồi vĩnh viễn về sau chẳng còn chuyện kiếp khổ đau trần miền chúng con được thiên niên bất tử khoái lạc tiêu diệt ngữ cánh nhàn giống cảnh diêu điện mẫu hồ hoàng luôn hưởng thọ phước an tu ngụ trường Phật mẫu ngự trên thượng tầng cõi hoàng thái dưỡng nhân loại báo hồ tồn hết lòng quảng đại sắc son hoa sanh dạy dỗ các con phản hồi nam mô vô thượng hư không đề mẫu dưỡng sanh bao màn chân kinh cơ trời chẳng dám lầu xa mẹ thời thương trẻ xót xa trong lòng cho nên lòng mẹ trực hằng canh khuya mẹ đến tỏ trong sự tình nếu mà ngồi để làm kinh con ngoài lớn bé hôn mình về sau.
thấy trong trời đình quẩn đau. Con ôi não nộ mẹ giàu tâu sinh, muôn tâu thánh đế thượng đình, thứ dung trần tục tôi xin phen này. Tôi quyền đó xưa nay bao giờ về hết trên thay xưa, mẹ thương con dạy con ơi, nếu không có mẹ thời trời chẳng dung. Con ơi lòng mẹ khôn cùng, thương con trần thề khắp chúng bầu trời. Phải xưa con trẻ nghe lời mẹ đem về hết thành thơi an nhàn, có đâu trần tục chẳng an. Nay thời đã ốm mãi mang tật nguyền, chết rồi đỏ lạc diêm thiên, luân hồi sáu thứ lệ miền ưu đô. Con ơi lòng mẹ hiếu cô, cũng vì thương trẻ mẹ vô chung này. Một giải tật bình xưa nay, tiêu trì đau ốm đặng ngày dài bóng này thuận xuôi, hàng thập phong chứng hứa rồi hân hoan. Chỉ cánh trai mẹ kiếp lớn đài, và con ở lại mẹ sang ngày ngày lòng mẹ bâng khuâng, cũng vì thương xót nơi chung bụi trần. Nỡ nào xây mặt sắp lưng, liêu chiêu con đỏ mẹ đành xíu tha. Trời chọn quay nộn sấm giang, nếu không có mẹ ắt tàn chúng con. Bởi nên mẹ trách phiền con, mẹ sanh sản chẳng còn tiếc chi. Con sao bạc nghĩa mà chẳng ghi, nhờ ơn tặng qua chút vì công danh. Nếu như mẹ vẫn bỏ đành, thì con đâu đặng nên danh cuộc đời. Ngày ngày ăn uống vui chơi, chớ hề con niệm địa thời mẫu đây. Muốn nên kiên dần tạm gây, muốn độ con trẻ phải bài độ khuyên. Đổi lời mẹ nhắc con ghi, ngày nào kêu mẹ mẹ liền dắt con. Trần gian tầm tối mịt mù, con ơi nghe mẹ thẳng đường con đi. Những lời mẹ đã tiên tri, ngày nào đại hội con thì gặp cha. Lời kim khẩu thuyết ra, chương gián con ngủ mẹ mà hưởng thiên. Nam mô vô thượng hữu công, địa màu dưỡng sanh bao mạng chân tinh. Nam mô vô thượng hữu công, địa màu dưỡng sanh bao mạng chân tinh. Nam mô vô thượng hữu công, địa màu dưỡng sanh bao mạng chân tinh.
phần kinh con mới đọc rồi, nguyện xin phước đức dung bồi chúng sanh, cho người thất tỉnh tu hành, bến mê phục chúc biến thành áo sen. Lý kinh sang xuất như đèn, rọi vào tâm chi tối đèn sáng liền. Tụng kinh địa mẫu có duyên, gặp người tri thức bạn thiện đồng tu. Ngày ngày tinh tấn công phu, chuyển quan mẹ chiêu linh căn sáng ngời. Cuối sinh Phật mẫu chứng lòng, tâm nguyện quyết chi gắn tổng tu trì. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh, bảo mạng chân kinh đại từ tôn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lạc từ thị tôn Phật. Nam mô linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy y Phật mẫu cứu trần thế, nguyện xin phước đức chung bội chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ biết đường Phật tiên. Quy y Pháp là phương giải thoát, điện quyền linh bộ khắp trần gian. Xưa tâm chân đất kịp thời, linh căn mẹ điểm hội kỳ long qua. Quy y tăng nhân truyền màu dài, phải ăn chay giới luật nghiêm trang. Hữu hình gia tạm luân hồi, vô vi thượng cảnh. Trở về thiên cung. Kính thưa các quý vị và kính thưa các đồng hữu, các linh căn gần xa, Minh Chung và cùng các nam nữ Phật tử gần xa và cùng những âm điệu dân gian cổ truyền qua phẩm kinh Địa Mẫu Chân Kinh. Tại thiền thất Minh Khiết, chủ trì thầy Minh Khánh và cùng Phật tử trong đạo tràng đồng ấn tống nhân dịp Du Lan báo hiếu, để cùng chúc cho các quý vị và các đạo hữu đồng đạo, đạo duyên ngày càng sáng rạng và gặp nhiều phước báo, gia đạo gặp nhiều hạnh phúc, đời đời an cư lập nghiệp. Và qua phẩm kinh Địa Mẫu Chân Kinh một, và xin tạm biệt quý vị và các đồng đạo linh căn gần xa, và xin hẹn lại qua phẩm kinh Địa Mẫu Sám Hối màn ba phần hai. Và cũng xin chúc tất cả được bốn chữ phước thọ tăng lâm.
Phật mẫu tuy vô hình vô tướng, mẹ cầm quyền phạt thưởng nhân sinh, ban ra lời ngọc chân kinh, khảo sát địa lý, khai minh địa cầu. Thỏa hôn độn một bầu không khí, còn mịt mù vô thể biết đâu. Phật mẫu ngự ngự đó rồi, phân ra thiên địa quang cầu chuyển xoay. Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất, đạo hoàng khai lời thật quyền linh, phổ thông truyền bá chân kinh, phán bài phóng tục nhân sinh sáng ngờ, chốn phạm trần đến đời ngon hà. Mẹ giáng cơ bút tả chân kinh, ai truyền ân tống phổ in, mẫu hoàng báo hồ thương